Em cũng không biết diễn tả như thế nào. Bình thường có thể những cái ly trà sữa này thì ai cũng có thể mua được, cũng có thể có được. Nhưng mà trong mùa dịch này thì nhận được một cái ly trà sữa giống như là một cái tấm lòng của tất cả mọi người gửi đến tuyến đầu thì nó giống là truyền đến một cái nguồn năng lượng rất là lớn cho tụi em, xua tan mọi cái mệt mỏi luôn. Thì em rất là chân thành cảm ơn, thay mặt tất cả tuyến đầu cảm ơn mọi người đã gửi cái tấm lòng của mọi người đến đây ạ. Nhằm kịp thời động viên và khích lệ tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thì được sự đồng ý của đảng ủy bên chi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an TP.HCM thì đoàn phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt phối hợp cùng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ đường sắt và công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Việt Nam tổ chức một chương trình tặng 20.000 ly trà sữa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thì từ ngày 12 tháng 9 cho đến hôm nay là trải qua 3 ngày thì chương trình đã gửi được hơn 3.000 ly cho lực lượng tuyến đầu gồm là công an, quân đội, y bác sĩ, chính quyền, ủy ban dân địa phương. Hôm qua thì nói thiệt là công ty của ông cha thì cũng sẽ cố gắng là càng làm càng nhiều càng tốt. Mình thì bản thân mình thì hồi xưa là đã ủng hộ cho y bác sĩ, thì trên con đường mình đi giao cho bệnh viện dã chiến thì mình cũng cảm thấy rằng là lực lượng chức năng khác giống như công an hoặc là các cơ quan chức năng địa phương, công an phường họ cũng rất là cực, trời mưa, trời nắng họ cũng đứng. Thì mình đã làm được cho y bác sĩ rồi thì tại sao mình không cố gắng làm càng nhiều càng tốt hơn.